Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 21 tháng 1 năm 2018, Thành Luân trân trọng hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2018, Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị bộ sập thờ tứ linh ngây trầu bằng gỗ vụn, hàng đặc sắc của Đồ Gỗ Thành Luân. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh anh Hưởng, anh ở Đông Anh, Hà Nội. Hôm trước anh đã về ký duyệt sập thờ tứ linh ngây trầu này. Ngày hôm nay chúng tôi đang hoàn thiện xong công đoạn cuối cùng, để ngày mai sáng sớm mai chúng tôi sẽ bàn giao cho anh Hưởng. Cách có nhu cầu thì theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Mẫu mã kích thước của loại gỗ cho anh cái này vào sâu vào trong thấy chả biết được cái miếng này không phải để ra ra cho anh nhờ tí. Alo, bây giờ đã đánh tí nào đâu? Chưa đánh tí nào, còn cái bàn nữa, chưa thấy chở bàn vào đâu. Bàn thì tối này thấy bộ môn không làm tối à? Cái gọi phải chở ấy vào đi. Chở bàn vào. Năm bàn. Cô này đi Nha Trang bàn to hay bàn nhỏ? Ê. Bảo được còn chưa nghe. Quý vị đang thấy trên màn hình đây là bộ sập thờ tứ linh ngay trầu của anh Hưởng ở Đông Anh, Hà Nội. Được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện công đoạn cuối cùng. Và phía bên kia là bộ sập thờ mai điểu tam cấp của anh Hưng ở Thái Bình. Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách. Và chúng tôi Tết này tôi sẽ bàn giao rất nhiều các chiếc sập thờ đỉnh cao cho quý khách hàng. Khách có nhu cầu có thể về trực tiếp cơ sở chúng tôi để tham quan và mua sắm. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Đây là bộ sập thờ tứ linh ngay trầu bằng gỗ vụ, hàng đẳng cấp luôn, của anh Hưởng ở Thái Bình, ở Đông Anh, Hà Nội, và phía bên kia là của anh Hưng ở Thái Bình. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin được chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Chân nghe chầu rồi.